Xin chào thể các bạn nha. Nay Hoàng Dương quay chiếc xe Honda Civic đời 2007 số tự động nha các bạn. Bản 2 chấm, cửa sổ trời đầy đủ, phiên bản cao cấp nha các bạn nha. Chiếc xe này còn rất là nước sơn rất là đẹp. Máy chạy rất là ok. Bây giờ mình sẽ quay sơ một vòng để cho các bạn xem chiếc xe này nha. Chung là ngoại thất là rất là đẹp, mà kể cả trong nội thất cũng rất là đẹp. Nội thất là còn rất là ok. Màu đen rất là ngầu và chắc xe nha các bạn, cứng chắc xe. Chiếc xe này đi cũng rất là ít, cho nên là chiếc xe này còn khá là tương đối cứng cáp. 2 chấm nha các bạn, Honda Civic. Xe 5 chỗ nha các bạn. Xe này cửa sổ trời đầy đủ nha các bạn nha. Cửa sổ trời đầy đủ. Nhìn rất là phong cách xe thể thao nha các bạn nha. Rất là phong cách xe thể thao. Chiếc xe này vỏ lốp đồ là còn 90% nha các bạn nha. Vỏ lốp 90%. Các bạn là mua xe này chỉ việc đi thôi chứ không phải sửa sang bất cứ một thứ gì nha. Cái xe này rất là ok. Này, các bạn nhìn thấy không? Màu đen rất là đẹp. Đẹp và sang trọng nha các bạn nha. Xe 5 chỗ. Nhưng mà thực ra xe này phải đi 6 người nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần chi tiết nha các bạn. Vỏ lốp này. Vỏ lốp này là mới thay nha các bạn, đang còn 90% nha các bạn. Rất là dày, mâm đúc này. Rất đẹp. Còn rất là đẹp nha các bạn. Đây bột vỏ này. Sẽ bên hông xe nha các bạn nha. Lốp sau này. Lốp sau là còn ok nha các bạn nha. 90% luôn nha. La răng đúc là còn bóng, còn đẹp. Mâm là đẹp nha các bạn nha, không có dập tí nào nha. Vỏ lốp thì rất là ok. Đuôi sau này, đèn sau này. Những cái đèn này là còn rin hết nha các bạn nha. Rin hết nha. Không có lai lồ gì nha. Đây là Civic nha các bạn. Honda Civic. Biển số 49A 29330. Đây, máy này là 2 chấm nha các bạn. Máy 2 chấm. Chạy cực kỳ mạnh nha các bạn nha. Tất cả những cái củ đèn này là zin hết nha các bạn. Các bạn nha, những cái khe khớp chỉnh mèo này là còn nguyên nha các bạn. Mâm này. Các bạn nhìn mâm sau này. Bên phải nha. Vỏ nha. Vỏ là 90% rồi nha các bạn nha. Vỏ mới thay nha các bạn nha. Các bạn nhìn thấy không? Rất là còn rất là ok nha các bạn nha. Đây. Phần hông xe này, mình sẽ quay cái phần hông bên xe cho các bạn xem nha. Đó, đây là vỏ trước của bên phụ này. Vỏ trước bên phụ nha các bạn. Tất cả là mới 90%. 90% nha các bạn. Rất là ok nha các bạn nha. Rồi. Mình sẽ quay trên cái kính xe cho các bạn xem. Xe này đăng kiểm tới tháng 12 năm 2020. Đây. Phần nội thất ở bên trong này các bạn này. Nội thất bên trong là rất đẹp nha các bạn. Và là cực kỳ đẹp luôn. Cái màn hình của nó các bạn nhìn thấy không? To như cái tivi 24 inch. Rất là đẹp nha các bạn nha. Này. Chi tiết là còn rất ok nha các bạn. Số tự động nha các bạn. Đó. Nội thất da màu xanh này. Ấn tượng nha các bạn. Màu xanh này ấn tượng, rất là đẹp. Nè, nội thất phía sau này. Còn rất là ok nha các bạn. Đây, cửa bên này. Đây, phía sau này. Phía sau là còn ok ok nha các bạn nha. Đó.
Mùi trần thì là còn zin nguyên, là chưa có bọc gì nha các bạn. Đó, còn để nguyên cho các bạn nha. Này, mùi trần này. Cửa sổ trời nha các bạn, bấm nút là chạy nha các bạn nha. Đây. Ấn nút là chạy nghe nha các bạn. Đó. À, từ mọi chi tiết đồ là còn rất là ok. Chạy chiếc xe này thì rất là đầm, giống như một chiếc xe thể thao các bạn. Này. Nó pha đèn trước này, các bạn thấy không? Còn rất là đẹp nha các bạn nha. Zin nguyên nha các bạn nha. Cái logo biểu tượng này của Honda Civic nha các bạn. Cản gầm này các bạn. Ok nha các bạn. Đây, đèn này. Pha đèn này zin sáng chói. Đó. Rất là ok. Đó. Phần phía sau này, đây là phần cái băng ghế sau này các bạn nha. Nội thất da đầu là còn rất đẹp rồi nha các bạn. Đó. Đây phần nội thất trước còn rất là đẹp nha các bạn nha. Các cái nút này, cửa sổ này, chỉnh điện này, những cái nút chỉnh điện này còn rất là ok nha. Đây, mọi thứ này, mọi chi tiết này còn rất là ok. Đó. Các bạn thấy cái vô lăng này nó đặc biệt, nó rất là đẹp nha các bạn. Ba chấu âm thanh chỉnh trên vô lăng nha các bạn. Âm thanh điều hòa trên vô lăng. Này. Số tự động nha các bạn. Số tự động chạy rất là nhẹ nhàng và êm ái nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy cho các bạn. Chiếc xe đi là 66 km nha các bạn. Này còn rất là ok nha các bạn nha. Xe này 100 âm thanh là phải nói là tuyệt đối rồi nha các bạn nha. 166.000 nha các bạn. Hơn gọi là xe này đi hơn 100.000 nha các bạn nha. Âm thanh là cực kỳ nghe thì cực kỳ là ấm rồi. Tất cả các hộp nhựa này các bạn này, mình chỉ kéo cái là đóng mở này. Đây cái nút này. Đó, các bạn đẩy tay và kéo lên này. Đó, mình để đồ đây nha các bạn nha. Đó, xong mình kéo xuống. Đó, rất là hay. Xe này rất là ok nha các bạn. Rồi mình sẽ nổ máy cho các bạn xem nhé. Mở cabo cho các bạn xem. Đây. Đây máy đang nổ luôn nha các bạn nhé. Máy đang nổ nha các bạn. Đây máy đang nổ các bạn. Đây, cái máy này nó êm ru, nó một tiếng núi cho các bạn nhé. Cấn độ gì nha các bạn nha. Các bạn yên tâm mà di chuyển tuyệt đối nhé, không có bị ngập nước nha các bạn nha. Đây logo trên nó tham gia vào công ty Honda Việt Nam. Xe này là Honda của Nhật Bản nha các bạn nha, Tokyo Nhật Bản nha các bạn. Honda Civic của Nhật Bản nha. Các cửa này để mình coi cho các bạn xem nào. Nếu là còn ok nhé. Máy này cực kỳ êm nhé. Máy lạnh thì không phải lo nhé các bạn nhé. Máy lạnh này tuyệt đối là đúng nha các bạn nhé. Máy lạnh cực kỳ lạnh và lạnh tê tái luôn nha các bạn nhé. Quá ok luôn. Rất là ok nha các bạn. Rồi, anh em bạn nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình nha. Mình ở tại thị trấn Ninh Văn, huyện Lâm Hà nha. Xe này bán với giá là 325 triệu nha các bạn. Số tự động nha các bạn, 207 số tự động. Phun xăng điện tử nha các bạn nha. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.